Chào mấy anh em. Bữa nay mình mới săn được cây mini này. Cây Petromax của Đức 827 xiên 250 CB. Zin hết từ trong ra ngoài. Thấy không? Mới can. Chó là trắng men xanh. Đó. Mới cứng luôn. Quay kỹ cho mấy anh coi nha. Đó. Đẹp lắm không? Cây này là cây lùng nha. Cây lùng thì chiều cao nó là 35 cm. Cây cao nhất là cây to nhất 500 cm thì chiều cao nó là 40 cm. Còn cây trung cây lùng là 35 cm. Còn cây nhỏ xíu là 30 cm. Nước xì bóng lưỡng không? Đáy nè, đáy phẳng, phẳng lừ luôn. Này, thì bữa nay mình lên lửa cái cây này cho anh em coi. Nha. Đó. Chơi cái đèn đó là thường người ta nói là nhức dán gì da, dán lùng là đã đẹp rồi hết. Da là cái nước xi của nó là còn nguyên, lõi đồng thì chắc cú rồi. Đây, của Đức. Rồi bây giờ mình sẽ đốt nó. Rồi. Gắn camera lên cái chân trống. Thì giữ gìn cái đèn nó đẹp á, khi mà khò nhà mình đốt khò nha, thì mình tháo cái chụp này ra. Đó. Rồi mình bơm lên đoạn van khóa tính là hết, bơm lên. Mình đổ nhiều dầu quá hay sao? Nhiều dầu vô.
sau. Đổ dầu nhiều mấy đi chăng nữa thì nó cũng còn cái hơi tút ở trên đây, là cái lấy hơi của nó làm tút trên này. Mình bơm hơi nặng xíu thôi. Trời mưa đang hơi gió nha. Gió là gió chứ mà trái là trái. Phải lo gì. Đây. Cây mini chứ mình đốt mấy cái tim 300, 400, 500 mình chơi hết. Lấy phò kết mình chặt tắm nè. Thêm nữa em thấy không, đẹp chưa, sáng chói luôn. Cái bóng đó nè, để con tới chơi cái bóng đó. Rồi, ok, chào nha.